Chào mừng các bạn đến với Học viện siêu đẳng. Chương trình thử thách STEAM tại nhà. Đầu tiên dành cho bố mẹ cùng bé từ 3 đến 10 tuổi, nơi các bé có thể học hỏi và phát triển những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21. Bố mẹ gắn kết cùng học cùng chơi với con, tham gia thử thách STEAM bổ ích và thú vị, dễ thực hiện. Và nhận vô vàn quà tặng hấp dẫn từ những thương hiệu mà bé yêu thích: Lego Education và Milo, tổng giá trị giải thưởng tuần lên đến 10 triệu đồng. Cứ tham gia là nhận quà. Tham gia và đón xem Học viện siêu đẳng phát sóng lúc 18 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần từ ngày 4 tháng 6 năm 2022 trên kênh truyền hình SCTV3, YouTube My Kingdom và My Kingdom STEAM.